Xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà được xây dựng độc lập tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Diện tích lớn, hai mặt ngõ và mặt ngõ trước, mặt ngõ sau, hướng nhà là hướng đông nam rất là thoáng. Thiết kế mỗi tầng hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh rất là rộng nha mọi người. Được thiết kế và xây dựng độc lập, nằm ngay cạnh khu đô thị Văn Khê, nằm trong quần thể khu đô thị Him Lam Vạn Phúc. Và từ vị trí ngôi nhà này cách với trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương chỉ khoảng tầm 300m thôi mọi người ạ. Và vị trí ngôi nhà này thì được hưởng gần như toàn bộ những cái tiện ích nội khu của cái khu đô thị Văn Khê ngay bên cạnh mình. Với cái ngôi nhà này thì sổ đỏ đã được thiết kế đầy đủ và giấy phép xây dựng đầy đủ theo từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được thiết kế đầy đủ nha mọi người. Và cái diện tích của ngôi nhà này trên sổ đỏ là 34,1m và thực tế xây dựng từ phía tầng 2 của ngôi nhà là khoảng tầm 37m². Hold me close till I get up. Time is barely on our side.